Xin chào các bạn, hôm nay mình nấu mì Quảng. Công thức nấu mì Quảng với tôm thịt thì mình đã có trong cái channel của mình rồi. Thành ra cái này mình chỉ chú trọng về cái mình quay cái cách làm sợi mì Quảng với cái máy Philips Pasta Maker. Các bạn thì có thể làm với lại bột gạo. Mình thì mình làm với gạo ngâm xay ra. Đây là cái tô mì Quảng của mình đó. Bột gạo là 200g bột gạo. Rồi tinh bột khoai, bột năng, muối, muối biển. Rồi cái sán thành gâm. Dầu thì mình xài cái canola này tại vì nó không có nhiệt độ cao á. Cái đít thì mình xài cái loại mà cái sợi to này, tagliatelle. Cái đặc biệt là mình xài bột xay, thành ra cái công thức hơi khác chút, các bạn chú ý nha. Mình bỏ vô 200g tinh bột khoai, rồi 100g bột năng, 10g muối biển, là 1 chấm rưỡi teaspoon đó. 1 chấm rưỡi teaspoon sen thành gram, cũng là cân là 7g. Thì mình bỏ vô máy nó trộn sơ một chút. Rồi đây là 200g gạo mình đã ngâm mình xay ra. Mình có công thức làm ngâm gạo xay, mình các bạn nào mà muốn tìm hiểu á, bởi vì thì mình có cái công thức riêng, có để trên channel của mình á. Bởi vì làm từ bột gạo xay á thì nó đòi hỏi cái sự biết nhận định bột, với là bạn phải có cái kinh nghiệm á, thì mới làm được. Bây giờ thì mình bỏ bột, các bột khô đó mình vô mình trộn sơ chút, rồi mình đem cái bột ướt á. Cái bột ướt mình là 200g gạo, mình đem mình ngâm xay ra, mình lóng hết khô lại thì mình cân nó thành 300, tức là từ 200 gạo mà ra 300 thì mình suy ra mình biết nó có 100g nước trong đó. Nếu mà các bạn xài bột khô thì các bạn sẽ xài 300g nước nấu sôi lên bỏ vô máy. Nhưng mà vì mình xài cái bột gạo ướt này, trong cái bột gạo ướt này nó có 100g nước, thành ra mình chỉ xài 200g nước thôi. Cái này là mình nói thêm. Còn các bạn xài bột khô thì bỏ qua phần này. Các bạn chỉ cần biết là xài 200g bột gạo khô, 200g tinh bột khoai, 100g bột năng. Tổng cộng là 500g thì các bạn xài 300g nước sôi. Đổ thẳng vô trong cái máy mà có đã đựng bột rồi. Không có đổ qua cái khe hở nha. Bởi vì cái nhựa của cái máy Philips á, nó chỉ cho phép được tới là 60 độ C. Trong khi mình xài nước sôi như vậy nó gần lên 100 độ C. Còn mình xài cái bột gạo ướt á, thì vì cái bột gạo ướt nó lạnh á, nó không có đủ tạo cái hồ cho mình in ra được cái sợi bún. Thành ra bắt buộc mình phải nấu. Mình nấu cho cái bột nó nửa sống nửa chín á, thì mình đổ vô mình trộn với cái bột khô kia. Công thức của mình làm đây là rất là chính xác, bạn làm ra sợi mì không có bị khô, không bị răng cưa và cũng không bị dính chùm. Nhưng mà không phải cái bột nào cũng giống bột nào, bạn phải lấy mắt thẩm định, với lại lấy cái kinh nghiệm của mình thẩm định mà lượng nước mình xài có thể ít hơn. Bây giờ thì mình chuyển cái bột mình đã mà nấu luộc đó, mình đem mình bỏ vô mình khuấy. Các bạn mình chiếu kỹ cái phần này. Mỗi lần á, kinh nghiệm của mình, mỗi lần mình làm bột á, với lại cái từ cái gạo ngâm xay, là cái video của mình bị chê dữ lắm, là bởi vì người ta không có hiểu. Mà mình vẫn tiếp tục làm là bởi vì mình thích làm
những cái khó khăn như vậy, để mà các bạn nào mà chịu khó thì cũng sẽ hiểu, cũng sẽ làm theo được. Chứ còn nếu mà lấy bột khô ra làm thì rất là dễ dàng, chỉ có bột bỏ bột khô rồi bỏ nước sôi vô thôi. Còn cái này mình phải nấu, mình phải xay, mình phải làm, nhưng mà ra thì cái sợi của mình nó ngon, nó không có bị vữa bột. Bây giờ thì tổng cộng của mình á, mình sẽ trộn nó 3 lần. Mỗi lần cái máy này, mỗi lần trộn như vậy là nó 3 phút. Hết 3 phút là nó chuyển qua là extru, là nó sẽ in ra cái sợi á, thành ra cái máy này nó không tự động. Mình nghe nó chuyển, sắp chuyển qua thì mình ngừng lại, mình tắt máy rồi mình làm tiếp. Nếu mà mình chọn cái cấp á, là 10 cấp à, 10 1 cấp á, thì nó sẽ cái cycle của nó là 10 phút. Thì nó sau khi nó trộn 3 phút rồi á. Đó, mình làm sạch quách cái nồi luôn. 3 phút rồi á, thì tới cái phút thứ 7 á, cái nó hiện lên cái số thứ 7 á, là mình ngừng, tự mình ngừng lại, không thôi là nó in ra. Còn nếu mình chọn mà 2 cấp á, là nó ra số 15 phút, thì mình tới số 12 là mình lo mình ngừng. Bây giờ mình bỏ cái bột nghệ vô, mình bỏ cỡ 1/3 teaspoon á, chứ bỏ nhiều quá thì nó dần khè khè luôn. Nó đây chắc cũng hơn 1/3 quá, tại mình cái muỗng kia không phải là cái teaspoon á, mình muỗng nhỏ xíu. Rồi bây giờ là mình chạy nó cái lần thứ 3 đó. Nó 10 phút trận hiện xuống cái 9 phút, 8 phút, tới 7 phút cái mình nghe tích tích là mình ngừng lại. Nó cũng ngay trước khi mà nó in ra nó cũng chuyển qua. Bây giờ thì mình đổ dầu ăn vô. Mình không có đổ dầu ăn sớm làm để mình không muốn cái nhiệt độ nó phân tán á. Mình để muốn tập trung vô cái nó làm chín bột mình hơn. Mình sẽ đổ vô là một muỗng canh, là một tablespoon, là cỡ 15 ml dầu. Mình xài cái dầu canola này. Bởi vì nếu mà nấu ở nhiệt độ cao, chiên dầu đồ gì á, thì mình xài avocado. Còn xài mà sống sống á, thì mình xài dầu olive. Còn cái nấu lát mình luộc thì cái nhiệt độ thấp thấp thì mình xài dầu canola đó. Đây, sau khi mà mình xong 3 cái lần mình trộn á, mình cho nó nghỉ cỡ từ 15 đến 20 phút trước khi mình in ra. Khi mình in ra thì mình cho nó chạy full circle luôn. Cái circle là từ, tức là nhồi 3 phút xong rồi tự nó chuyển qua. Bây giờ là nó đã in ra đó. Nó sẽ chạy cho tới khi mà hết bột ở trong. Ở đây mình chiếu ra phía trước á, cho các bạn thấy rõ. Nó chạy ào ào ra. Cái này á, mình sẽ cắt mình bỏ vô lại, bởi vì cái đầu tiên á, cái bột nó trộn cũng chưa được mướt lắm, không còn dính mấy cái trắng trắng á. Mình sẽ cho mình xách cắt mình bỏ vô, rồi mình cho nó in lại. Cuối cùng thì mình được chừng đó đó. Với 500 gram bột tổng cộng thì mình có được ra được khoảng là 5 tô mì. Tại vì mình nó chạy nhanh quá đó, thành ra nó vẫn còn dư 2-3 phút. Mình cứ để máy chạy không chập á, đến gần cuối á, nó mới quay lại cái ở trong cái dish này nó trở ra. Nhưng mà mình thấy để máy để chạy không á, thành ra mình để mình cúp máy đi, mình tự mình móc nó ra, mình khỏi chờ cho nó quay ngược trở lại. Rồi sau khi mình làm xong, in xong rồi thì mình để mình chuẩn bị qua cái phần mình luộc cái sợi. Mình sẽ đổ vô 8 cấp nước. 8 cấp nước là cỡ 2 cấp là 1.5 lít ha. 8 cấp nước là cỡ 2 lít.
bỏ vô nồi. Cái Instant Pot này bạn nấu nồi thường cũng được, mình đợi cho nó sôi lên. Mình sẽ xài cái mode là more, rồi cái function là saute để cho nó sôi lên. Rồi mình bỏ cái sợi mì Quảng đi vô luộc từ từ, cứ bỏ từ từ đừng có đổ cái ùm vô. Cái sợi nó dai, dai dẻo lắm. Mình nấu cái này á, cho đến khi nó mình bỏ vô, tại nước đang sôi hả, mình bỏ nó vô thì nó hết sôi. Rồi mình chờ cho nó sôi lại. Thì mình canh giờ á, thì mình thấy từ khi mình bỏ vô cho đến khi nó sôi lại, cái phần mà nhỏ nhỏ đó là cái phần còn lại trong 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 cái dish á, mình lấy ra, mình đây mình cán cái mình cắt ra sợi, coi như mình tận dụng tối đa, không bỏ một cái miếng bột nào hết á. Thì từ khi mình đậy nắp, mình xài cái nắp thủy tinh này, mình đậy nó, mình thấy nó từ khi mình bỏ vô tới khi sôi lại á, là cỡ khoảng 5 phút. Thì khi nó sôi lại như vậy, mình tắt lửa liền. Mình tắt lửa rồi mình để cái đó, mình thấy mình bấm nó là mình bấm tắt, mà mình không có chiếu xuống cho các bạn thấy, chỉ tên thôi đó thôi, đó cần dòm rõ chi. Rồi mình sẽ để trong cái nồi này nó khoảng từ 1 tới 2 phút. Mình ngó mà cái sợi nó hơi trong trong á. Rồi bên kia thì mình bắt đầu mình xả nước lạnh á, mình bưng cái này ra và đây mình đổ vô. Mình trước hết là mình đổ cho sạch ra cái nước nóng đã, rồi mình xả nước lạnh. Xả trực tiếp ở dưới cái vòi. Còn mình hứng vô trong cái thau cũng được. Mình xả cho đến khi nào mình rờ cái cọng bún á, mà nó lạnh á, nó không còn cái hơi nóng nữa á, là mình ngừng ngừng nước lạnh đi. Bởi vì nếu mà các bạn cứ xả hoài á, thì nó cũng là ra coi như là nó vữa cái sợi của mình luôn. Mình chỉ cảm thấy nó lạnh, đủ lạnh rồi á, là mình tắt cái lạnh đi. Rồi mình để hơi ráo ráo một chút á, là mình xả lại nước nóng. Nước ấm ấm ở trong cái vòi này thôi. Mình xả lại nước nóng là để cho cái ở phía trong còn lạnh, mà ở ngoài nóng á, thì cái sợi của mình á, nó sẽ khô đi. Cái sợi nó khô. Khi mà cái sợi mà nó khô mà nó chưa khỏi khô hoàn toàn á, thì mình sẽ cho dầu vô để cho nó cái những cái sợi nó không có dính chung chùm lại với nhau á. Trên mặc dù bạn xả lại nước ấm rồi mà mình không có bỏ dầu á, thì khi mình ăn nó đi nó dính vô một cục, rồi mất công gỡ ra mình phải chan nước lèo vô rồi mình gỡ nó ra, mình quậy cho nó ra thì cái nước nước lèo nó đục luôn. Đây cái này mình làm như vậy là cái sợi nó ngon, mình để tới mai tới bỏ trong tủ lạnh, mai mốt gì nó cũng không có bị không bị bị gọi là chảy nước hả, hay là bị vữa ra đó, nó mềm cái sợi ra. Cái này không, bỏ nó vẫn dai bởi vì mình làm từ cái bột mình đã ra chín rồi, rồi mình viết in ra, rồi mình đây mình làm lại kiểu này là nó không có bị. Bây giờ thì mình chế vô một muỗng canh dầu ăn. Nó hơi nóng nóng, hơi khô 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 mình rồi mình xắp nó ra vô. Rồi mình chia ra, ví dụ nếu mà bạn mình thì mình chia sẵn ra tô luôn, còn nếu mà mình để nguyên trong cái rổ như vậy á thì các bạn nên làm riêng từng phần á, để khi mình lấy mình khỏi rứt ra cái sợi của mình nó bị đứt đi. Còn cái này mình làm sợi nào cũng còn dài nguyên sợi nấy, mình ăn mình chụp một cái nó chạy tọc 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 vô miệng mình liền. Chứ còn ăn mà mình quậy quậy trong tô chập cái nó cái nát ra là không có được, ăn rất là dở uổng công mình làm. Đây tuy là cái mùa dịch bệnh 12 ngày không đi chợ, rau không có, mà mình cũng làm ra được cái tô mà bánh tráng đó, cũng mình làm, giá cũng tự làm luôn, hành cũng trồng ở trong ly, nó ống nheo ống nhách nữa, nhưng mà cũng đủ cho mình ăn.
cắt tí bắp cải màu tím dồn cho xanh xanh đỏ đỏ tím tím vàng vàng. Rồi, bạn thấy không, cũng hấp dẫn như ai chứ. Tại vì mì Quảng á, ăn thua cái sợi mì. Nước nhân ngon là một phần, rau ngon cũng một phần, nhưng mà cái mì dở hay là coi như là uổng công lắm. Thành ra mình cố gắng hết sức của mình để mình chỉ rõ chi tiết. Nếu mà các bạn nào thích mà làm cái kiểu mà từ gạo ngâm xay của mình thì sẽ có dịp các bạn thực hiện thử thử. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.